Mẹ đi xuống đây tiếp nè. Ôi nhưng mà mẹ nói là đâu có đi chơi đâu. Mẹ nói là đi chung mẹ là đi không à, chứ không có được chơi vòi gì hết á. À, đâu có được chơi bời gì đâu. Không được. Con muốn chơi là con qua đó chơi một mình đó. Thôi nha. Đứa nào nằng nặc một hai đòi đi theo. Ừ. Chè đó là chè đồ đỏ bánh lọt đó, cho ăn ly khổng lồ. À, không phải đâu, chè là cái đó là trà sữa đó. Chè đồ đỏ bánh lọt gì mà khổng lồ. Đi xuống đây. Không đâu. Mẹ không có chơi mà. Kem tươi. Xài lát 15k. Rồi nướng tiếp tục ha. Rau mực chiên giòn kìa. À, 15k. Con chơi là con đi xuống chơi một mình. Hiểu không? Bây giờ mẹ đi xong rồi chút xíu còn thời gian thì chơi. Mẹ có nói với con là đi chơi đâu. Mực đã nướng rồi nè. Đây là mực nướng nè, với thịt nướng, nguyên cái nồi than này, không biết than nước hay than gì, than củi đi, rồi nó giờ gọn nhẹ là than củi đi, tôm, heo rừng nướng Thái, đó cái nãy miếng nãy là heo rừng nướng Thái, tôm này là tôm gì ta, số tôm trứng á. Tôm mà có càng, tôm càng nhỏ thôi. Cá sấu ngũ vị 30k, sườn đà điểu hướng ngũ vị 40k, mực nướng Thái 90k một con hôm kia hay gì kìa, bạch tuộc nướng Thái một con 160, 1/80 ha. Ồ, một con này bự lắm luôn á. Cúng cứ yêu phải bạc khía, còn bạc khía à. Hồi chờ ẩm thực nào cũng có ở bên kia là khoan đợi mẹ, có một cái dàn xây giả cái gì để qua đây coi thử nha. Xây giống như cái dạng nhà room á. Làm dài chút dù lòng thấy dù miền Nam dân tư xứng tình bạn chúng ta, chiều em lời nói cứ tuôn ra dù ngon với bạn hiền có đây hàng quyền tâm sự nào biết rõ ngày mai thôi mà vậy mình sẽ gian hàng rượu à, chuối hộp ai mà không mê. Giờ pha thành rượu giống như dạng màu rượu thuốc á, mà nhạt nhạt có rượu trắng nữa kìa, rượu thuốc và rượu trắng. Rồi cây đu đủ giả rồi, ẩm thực đậm sang, đồ nướng luôn ha. Yên tâm anh ơi, dù xưa nay chứ dành nè, vô quán á, bột trộn sẵn mít cô ăn cái tôi một cái như ý à, như ý vào đây đúng rồi, một cái đêm bạc khoái hôm nay ta chơi ngồi với nhau tới phía hát ca ôm đường chỉ muốn đêm dài thế ngày ngày ta lại với nhau sẽ chia tâm tình cùng hát với nhau nhiều năm gắn kết. Bột trộn sẵn, bột bánh, bột chiên đa năng, soda chanh. Đi xong việc của mẹ đi rồi chơi sao? Chắc mẹ phải gỡ cái máy ra để cầm quay lại cho nó đừng. Trời ơi, sao mà con làm ào ào vậy?
Rồi. Chào. Đã đi hội chợ ẩm thực nha. Rồi đây. Cà phê đen 20. Sữa soda chanh. À cái này giống như dạng xay xay cà phê ngày xưa, lemon. Nè ý vô đây ngồi, ôi đi ngồi nè. Nè giống như có pha còn cà phê phin ấy, dạng cà phê phin. Nhưng mà bây giờ không có phin nổi rồi, cái này là dùng cái uống cà phê giọt. Và cái giọt bên kia kìa. Cà phê giọt ha. Có cái đèn bão ngày xưa nè. Rồi xây lại đây hay nè. Rồi cà phê giọt ha. Đấy. Thôi Như Ý mệt quá Như Ý ơi. Như Ý phải để cho mẹ đi công việc của mẹ xong chứ đã. Cứ đòi chơi của con không mà. À, làm cái dạng ngày xưa ha. Để cho mẹ đi quay chứ. Mẹ chưa có quay xong mới vô con cứ đòi đi chơi là sao? Bánh tét lá dứa. Chè đậu xanh thốt nốt 10 cam phần. Bánh thuẫn 10.000 phần. Bánh quy 10.000 phần. Bánh bò 10.000 phần. Da lợn 10.000 phần. Bánh cam 10.000 phần. Dạng 5 bộ hoa khăn rằn. À bên đây bánh cam 10k 3 cái nè. Đây qua dạng quay bánh cam nè. Có cái nhân đậu xanh cũng giữa bên trong ha. Rồi lấy vỏ bột đó trồng lên rồi giò lại giống như bánh cho nước vậy đó. Xong rồi cho mè lên rồi thả vô đây chiên thôi. Camera hả? Nhưng mà quay cái này đó cũng bình thường nhưng nó gọn mình đi bay lên coi máy. Nhưng mà cái này nó đường để quay chứ quay gì đâu, thì quay thôi, quay thôi như quay thầy quay máy mình quay bằng thầy ra cái này đủ zoom rồi không cầm vậy nó đâu có gì đâu chỉnh đâu zoom nó thua máy này nó chỉ có một chế độ quay từ lúc bạn làm đó. Đậu xanh xe cái viên bé tẹo vậy ha. Rồi, vô này giống mẹ Việt Nam mẹ miền Nam quá à. Nhìn hay quá à. Phong cách Nam Bộ. Con ăn bánh cam không? Là mẹ mua 3 cái bánh cam mẹ ăn ha. Ủa, chú này cũng là con trai của ba bà luôn hả? Đó, chú bà có tất cả mấy người con trai chú? À, nhà 9 người, 7 trai, 2 gái. Chú là thứ mấy trong nhà? Chú là thứ 2. Cặp sinh đôi. Người bác ra nha, người bác. Người cả, anh cả nữa, trên còn anh cả nữa. Đó giờ bán bánh này không hay là đó giờ bán bánh này không hay là có bán làm bánh này rồi bánh chưng rồi bánh dẻo làm theo mùa rồi trung thu rồi làm cho dẻo đó thì làm bánh trung thu còn hàng ngày vẫn làm này hàng ngày bán là bán bánh này còn tới lễ lộc hay gì thì mình làm thêm mấy bánh kia. Quê mình ở đâu mình bán ở đâu? Quê thì gốc Hà Nội. Vậy là cái cửa hàng chính của mình là ở đâu? Số 70 Cô Giang, Phú Nhuận. Phú Nhuận hả? Cô Giang, Phú Nhuận. Cửa hàng là bán bánh luôn hay là nó là... Thì cũng bày một cái tủ nhỏ bán thôi. Người ta hả? Cũng mừng người ta đến người ta lấy sỉ đó gì đó. Bỏ sỉ luôn hả? Hay quá ha. Bán bao nhiêu năm rồi chú? Bán bao nhiêu năm rồi? Nếu mà nói đúng ra đó thì là từ hồi mà mới hai ông bà già mới di cư vào thì kia là bắt đầu là đã bán rồi, bán ngay chợ An Đông rồi.
tính nay là thời điểm này là tồn tại nghề là được bao lâu? Là tụi tôi là lớp sau là coi như học lại đi làm. Là từ năm nào mình vô mình làm? Thì năm 1954 là chưa kêu qua đây là làm rồi. 1954 tới bây giờ ngoài luôn Bắc hả? Là làm, bắt đầu là làm, hồi đó là làm bán lại chợ An Đông. Dạ. Ô bánh nó nổ quá trời nè. Nó chín quá nó nổ hả? Bớt lửa đi. Vậy làm cái này phải cẩn thận để nó văng dầu vô mình không? Cái này á. Ơ trời ơi, cẩn thận chú ý nó xuất ra. Có dính rồi. Bớt lửa lại. Nó quá ấy rồi. Nè coi lửa nóng quá.